Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ so sánh về cái khả năng loại bỏ khoảng lặng giữa hai cái phần mềm cáp kết và recut xem coi cái phần mềm nào nó hiệu quả hơn và cái phần mềm nào nó kém hiệu quả hơn ha các bạn Đây là phần mềm recut và đây là phần mềm cáp kết Mình sẽ thử với cái video 17 phút 35 giây này và mình sẽ giải thích cho các bạn biết loại bỏ khoảng lặng là gì và lý do tại sao chúng ta nên loại bỏ khoảng lặng ha mình sẽ phóng to cái video này lên và như các bạn thấy á, là những cái chỗ nào mà nó có cột sống như thế này nè tức là chỗ đó có cái âm thanh ha mình sẽ bật cái video này lên cho các bạn tôi là trưởng nhóm nghiên cứu đó thì ở đây nó sẽ có giọng đọc của con người đúng không thì ở đây nó không có cái giọng đọc nào hết nó chỉ là một cái đoạn intro thôi và chúng ta cần phải cắt bỏ những cái đoạn này bằng cách là chúng ta bấm vô cái phần slip chúng ta chọn vào và chúng ta bấm vô pass pay ha các bạn nó thì nếu như mà các bạn muốn cắt hết những cái đoạn này thì các bạn cũng phải làm thủ công như thế này các bạn cắt ở đây sau đó các bạn cắt ở đây và các bạn chọn vào các bạn nhấn pass pay nó rất là mất thời gian luôn ha các bạn cái video 17 phút này các bạn phải cắt hàng trăm hàng ngàn đoạn khác nhau và thời gian trung bình để cắt bỏ hết tất cả những cái đoạn này á là mất đâu đó khoảng 7 đến 8 giờ đồng hồ ha thì cấp kết nó cũng có một cái tính năng tự động để mình cho các bạn xem ha mình sẽ bấm vào đây rồi mình sẽ bấm vào cái nút hình cây kéo này nè ở ngoài thì nó sẽ tự động nó phân tích nha các bạn và các bạn để ý là cái video này dài 17 phút 34 giây cũng rất là dài nó phân tích đâu đó khoảng 1-2 phút thì nó mới cho ra cái kết quả và xem coi kết quả của nó có tốt hay không nha. Rồi, nó sẽ có một cái bảng tóm tắt như thế này, trong đó là nó sẽ xóa bỏ những cái khoảng dừng nè, pause là khoảng dừng đó, repeat là những cái đoạn lặp lại, filter word thì các bạn thấy nè, ở đây là tất cả những cái đoạn dừng nha. Bây giờ mình sẽ chọn hết tất cả đoạn dừng và mình sẽ bấm vào cái phần delete và các bạn để ý nha, cái video gốc là 17 phút, mình xóa thì bây giờ nó xóa còn có 6 phút rồi các bạn tức là những cái đoạn quan trọng của mình nó xóa bỏ đi hết là nhóm à, tức là nó không có xóa bỏ đi những cái đoạn thừa mà nó xóa bỏ đi những cái đoạn quan trọng rất là kỳ cục đúng không và những cái chỗ khoảng lặng nè các bạn thấy nó vẫn còn đúng không nó các bạn thấy cái khoảng lặng vẫn còn ở đây chứ nó không có biến mất đi vậy thì mình đánh giá là cái khả năng của cáp kết rất là tệ hại ha các bạn mặc dù mình đã trả phí để nâng cấp bản cao nhất là một triệu rưỡi một năm ha các bạn nó thì mình đánh giá là cắt kết nó không có hiệu quả rồi bây giờ mình sẽ thử với cái phần mềm recast xem coi nó cắt có tốt hơn cái phần mềm cắt kết hay không nha theo như nó quảng cáo là nó có khả năng cắt bỏ những khoảng lặng chỉ trong vòng vài giây cho toàn bộ cái video thôi nghe nó rất là ảo luôn đúng không các bạn nhưng mà mình thử xem coi là nó có đúng như lời quảng cáo hay không ha mình sẽ bấm vô cái vòng tròn này và mình sẽ chọn cái video nha rồi mình sẽ bấm open thì cái video vừa up lên thôi là nó đã cắt bỏ những cái khoảng lặng rồi nè các bạn khoảng lặng có nghĩa là những cái đoạn mà nó không có nói chuyện ha và các bạn thấy là mình sẽ bấm lay video cho các bạn ha cái nào mà màu đỏ đỏ là nó đã cắt bỏ những cái khoảng lặng rồi nha các bạn tôi là trưởng nhóm cứu Cứ trí tuệ nhân tạo, tạo tại google nói các cách khác đó là, là những quy tắc công nghệ để máy tính, tính và thiết, bộ thiết bộ bị làm được những gì mà não người làm được và việc này làm chúng tôi thấy hứng thú với não người thật nó các bạn thấy nó rất là mượt luôn ha thì các bạn để ý những cái thông số dưới đây nè, từ cái video 17 phút nó cắt xuống còn 12 phút 54 giây thôi và nó cắt 337 cái đoạn cắt. Đây đây là cái đoạn cắt ha. Nhưng mà thật ra là các bạn phải nhân đôi lên nha các bạn tại vì nó các bạn phải cắt hai lần mà đúng không? Cái phần mềm này á các bạn vừa đưa lên thôi là nó đã cắt cho bạn một cách hoàn hảo rồi và các bạn chỉ cần bấm một nút nữa thôi. Sbot các bạn xuất bản cái video ra và các bạn thấy là cái phần mềm record này tuyệt vời hơn các phần mềm cắt kết gấp trăm lần ha các bạn. Rồi mình sẽ chọn cái thư mục mà mình muốn xuất bản, mình sẽ chọn thư mục là download, mình bấm xây và mình chỉ đợi khoảng một hai phút thôi là cái video nó sẽ xuất bản cho mình ha. Mình gần như là không làm thêm bất cứ thứ gì nữa, mình không có cắt thêm bất cứ một đoạn nào nữa ha các bạn rồi thì như các bạn thấy nó ở trên cái trang web chính thức của nó là cái trang là redrecord.com á giá của nó là 129 đô tức là hơn 3,2 triệu ha các bạn nhưng mà nếu như mà các bạn muốn mua từ mình với giá rẻ hơn á thì các bạn chỉ mua với giá vài trăm ngàn thôi thì bạn nào mà muốn mua cái phần mềm này dùng trọn đời và dùng không giới hạn video đó, thì các bạn có thể mua từ mình ha và các bạn có thể bấm download trial về dùng thử cái phần mềm này nha các bạn ở trên chính cái trang web này nha. Rồi như vậy là xong rồi. Nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn.